Ừ, kính mong sư hướng dẫn lớp A Tỳ Đàm vi diệu pháp để chúng con được thấu hiểu thêm kinh tạng của Đức Thế Tôn. Ừ, nó có hai cái nguyên nhân chính mà sư không có dạy A Đàm. Thứ nhất là những cái lớp A Đàm nó đã có rất là nhiều rồi. Quý vị có thể theo học. Và cái giáo trình á, thì nó chỉ có một thôi. cho nên nếu như mà sư dạy thì sư cũng sẽ chỉ dạy cái giáo trình y chang như các vị khác. ví dụ như vị đó nói cái vấn đề nó gần có bao nhiêu đó chuyện thì sư có dạy sư cũng chỉ nói bấy nhiêu đó chuyện thôi, sư không có nói thêm cái gì hết trơn á. Ờ, như vậy thì người ta đã có dạy sẵn rồi thì tại sao lại về sư lại phải dạy nữa? À, rồi có khi là người ta lại nói là sư múa đuôi tức là uh, người ta người ta dạy rồi giáo trình người ta có đó rồi mình đem cái giáo trình của người ta là mình uh, mình xào nấu mình đem mình dạy lại thì có một số người họ nghĩ như vậy và có một số người vì cái chuyện đó mà họ giận hờn sư mình nghĩ là sư kiểu mà uh, muốn đuôi theo người ta đó Mặc dù là cái 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 kinh tạng thì anh chỉ có như đó chuyện thôi Nên Mà đặc biệt A Tỳ Đàm, riêng về A Tỳ Đàm thì uh, Nhất là A Tỳ Đàm mà cơ bản, căn bản thì Cái giáo trình, giáo án nó cũng có như đó thôi uh, Có biến tấu thì Phải cẩn thận Phải cẩn thận, tại vì nếu như anh không cẩn thận, anh biến tấu một hồi thì lớp A Tỳ Đàm nó không còn A Tỳ Đàm nữa Rồi cái nguyên nhân thứ hai là sư cảm thấy là sư không có cái, cái năng khiếu dạy a đàm bởi vì có một vài lần mà sư đề cập các vấn đề a đàm ờ, sư có cảm giác sư có cảm giác là sư không truyền tải được cái sư hiểu đến cho người khác để họ hiểu như là sư hiểu sư không có cảm giác được chuyện đó trong khi đó kinh tạng kinh tạng thì sư ít nhất là đối với cảm nhận của sư thì sư có thể truyền tải cái sự hiểu của sư đến cho người nghe mà người nghe có thể họ nắm được cái ý của sư truyền tải còn a đàm thì sư có cảm giác là sư nói nói họ hiểu thì họ không có hiểu à, thành ra là cho tới chừng nào mà sư cảm thấy là sư nói mà người ta có thể hiểu được sư nói cái gì đó thì lúc đó hẳn bàn là cái chuyện mình sẽ giả đi đàm ừ.